Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và tin thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Thứ nhất, một bệnh viện Toronto lần đầu tiên không có bệnh nhân COVID-19. Thứ hai, trả bớt nợ là ưu tiên tài chính số 1 của người Canada trong năm 2021. Thứ ba, tin thị trường bất động sản, giá thuê nhà ở Toronto tăng trở lại. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin thứ nhất, một bệnh viện Toronto lần đầu tiên không có bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện Toronto, một trong những đơn vị chăm sóc đặc biệt của họ, không có bệnh nhân COVID-19 lần đầu tiên sau hơn 14 tháng. Mạng lưới y tế đại học đã đăng tin tốt lành trên mạng xã hội vào tối thứ Tư, cho biết khu chăm sóc y tế phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Toronto đã điều trị cho bệnh nhân COVID-19 kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2020. Đây là lần đầu tiên khu chăm sóc y tế phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Toronto không có bệnh nhân COVID-19 nào. Chỉ một ngày trước đó, Toronto Western Hospital thông báo rằng họ sẽ đóng cửa đơn vị COVID-19 của mình. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, tiến sĩ Abdul Sakawi làm việc tại bệnh viện cho biết rằng Bệnh viện Toronto Western đã chăm sóc cho 1.698 bệnh nhân mắc COVID-19 kể từ tháng 1 năm 2020. Số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở tỉnh bang Ontario đã giảm đáng kể từ đỉnh điểm của đợt thứ 3 của đại dịch. Trong đó có khoảng 900 người đang được điều trị căn bệnh này trong sự chăm sóc đặc biệt. Với số ca nhiễm COVID-19 giảm dần, số người nằm trong bệnh viện không còn và số người đi chủng ngừa tăng lên thì cuộc sống của người dân Canada sẽ sớm trở lại như bình thường. Tin thứ hai, trả bớt nợ là ưu tiên tài chính số 1 của người Canada trong năm 2021. Cuộc thăm dò dư luận trên mạng hàng năm của ngân hàng CIBC cho thấy nhiều người đã phải vay nợ nhiều hơn trong năm 2020 để trang trải chi phí hàng ngày và bù đắp thu nhập đã bị mất. Giải quyết nợ nần vẫn là ưu tiên tài chính hàng đầu trong 11 năm qua, dù nhiều người Canada chật vật trong năm 2020 trong bối cảnh suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19. Khoảng 43% những người được khảo sát cho biết tài chính cá nhân của họ đã chịu ảnh hưởng xấu do đại dịch COVID-19, và một nửa trong số đó nói rằng sẽ mất hơn 12 tháng để trở lại bình thường. Theo cuộc khảo sát này, ưu tiên tài chính thứ nhì của người Canada cho năm 2021 chỉ đơn giản là trang trải sinh hoạt chi phí và đắp đổi qua ngày mà thôi. Trong khi đó, các nỗi lo ngại về tài chính lớn nhất của người Canada trong 12 tháng tới đây bao gồm nạn lạm phát, vật giá gia tăng, tăng trưởng kinh tế chậm lại. CIBC cho biết mức độ lạc quan về năm tới đã giảm so với những năm trước đây. 24% người Canada đã nghĩ rằng tình hình tài chính của họ sẽ khá hơn vào năm 2021, giảm so với 32% vào năm 2019. Tin thứ ba, tin thị trường bất động sản. Chào mừng quý khách đến với bản tin thị trường bất động sản. Giá thuê nhà ở Toronto tăng dần trở lại. Giá thuê nhà ở Toronto từ từ tăng trở lại kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 3 năm 2020. Theo dữ liệu cho thuê gần đây, giá thuê nhà ở Toronto đang dần dần tăng trở lại. Đây có thể là một tin xấu đối với những người đang tìm thuê nhà. Những người vẫn đang hy vọng tận dụng được mức giá giảm tại thành phố Toronto. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, giá thuê nhà ở Toronto đã giảm mạnh do nhu cầu thuê nhà trong thành phố đang dần dần đi xuống. Nhưng hiện tại giá thuê đô 1 và 2 phòng ngủ hiện đã tăng trong 2 tháng liên tiếp vừa qua. Vào tháng 5, Toronto, nơi được xếp hạng là thành phố đắt đỏ thứ 2 của Canada, giá cho thuê trung bình đã tăng 1.6%, đưa giá cho thuê trung bình lên đến 2.027 gia kiều. Cụ thể, đối với condo 1 phòng ngủ có mức tăng 0.9%, trong khi đó condo 2 phòng ngủ tăng 1.9%. Điều này đã đưa giá trung bình của các đơn vị này lên lần lượt là 1.833 và 2.455 gia kiều. Mức tăng trong tháng 4 và tháng 5, mặc dù
vẫn ở mức thấp, cho thấy sự phục hồi ổn định của thị trường bất động sản. Dữ liệu vào tháng 5 cho thấy dấu hiệu rõ ràng đầu tiên về sự thay đổi của thị trường cho thuê vì Covid-19 đã có tác động lớn đến giá cho thuê, khiến chúng lao dốc, đặc biệt là ở các khu vực trung tâm của các thành phố lớn nhất của Canada. Việc vaccine được phân phối đến người dân ngày một gia tăng, dự kiến sinh hoạt sẽ trở lại bình thường, đã khiến những người thuê nhà cố gắng tham gia trước khi giá cho thuê tăng lên, làm tăng nhu cầu đối với tất cả các loại nhà vào tháng 5, đặc biệt là ở Vancouver và Toronto. Biên giới dự kiến sẽ được mở cửa và người nhập cư có thể sẽ sớm quay trở lại Canada. Báo cáo dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục gia tăng vào mùa thu năm 2021, có thể là một mùa thu bận rộn cho chủ nhà và người thuê nhà. Tin thị trường bất động sản đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào căn nhà của Team Quang Lâm. Đặc biệt bán nhà cho quý khách dùng khuê hồng cho Team Quang Lâm chỉ có 1%. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách sức khỏe, bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin kỳ tới.